iPhone mới nhất, mắc nhất, là điện thoại quốc dân rồi cái gì nữa. Ôi, ba đồ quỷ quốc dân cái gì? iPhone 1 mới là chân ái nè. Nhưng mà mình nghĩ iPhone 8 là iPhone quốc dân 2021, bởi vì sao? Nó rẻ. Mua đi, mua đi. Mua xong. Để nói đâu là iPhone quốc dân thì cũng hơi khó. Bởi vì mỗi lần mà nhà táo ra mắt iPhone mới á, thì nó đều gây được sức hút và tạo được một dấu ấn rất là tốt đối với người dùng tại thời điểm đó. Nhưng nói về những mẫu iPhone bán chạy nhất trong năm 2021 thì nó lại dễ. Và ngày hôm nay thì hãy cùng Nhi điểm mặt gọi tên top 3 iPhone bán chạy nhất trong năm vừa rồi nha. Nằm ở vị trí thứ 3 trong top 3 lần này đó chính là iPhone 13 series, mà cụ thể là iPhone 13 Pro Max. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao iPhone 13 lại đứng ở cuối bảng. Nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì iPhone 13 series cũng chỉ mới ra mắt trong thời gian gần đây thôi, cho nên cái doanh số bán ra thì nó không nhiều so với những iPhone trước đó. Mặc dù là thế hệ iPhone non trẻ nhất, nhưng iPhone 13 Pro Max vừa mới ra mắt cũng nhanh chóng trở thành một trong những iPhone ăn khách nhất của năm. Sản phẩm được bán chính hãng vào ngày 22 tháng 10 và ngay lập tức đạt doanh số kỷ lục ở nhiều cửa hàng chính hãng, trong đó có Mình Tú Mobile. Chỉ trong vòng 2 tháng thôi thì iPhone 13 Pro Max đã vươn lên vị trí thứ 3 về doanh số iPhone cả năm. Riêng ở tháng 11 và tháng 12 thì đây là mẫu iPhone được mua nhiều nhất tại hầu hết các hệ thống chính hãng ở Việt Nam và liên tục rơi vào tình trạng khan hàng. Nằm ở vị trí thứ 2 đó chính là iPhone 11. Còn nhớ thì ở năm 2020, iPhone 11 là chiếc điện thoại dẫn đầu doanh số bán chạy nhất của năm. Và trong năm nay thì nó cũng liên tục có nhiều cái bứt phá về mặt doanh số cũng như là số lượng bán ra. Ở đầu năm 2021 thì iPhone 11 64GB chính hãng có giá bán là 17 cho đến 19 triệu đồng. Còn thời điểm hiện tại thì mẫu máy này chỉ có mức giá là 14 triệu rưỡi cho tới 14 triệu 700 nghìn đồng thôi. Và trong số 11 mẫu iPhone được Apple phân phối chính thức hiện nay tại thị trường Việt Nam thì iPhone 11 xếp vị trí thứ 3 trong nhóm iPhone rẻ nhất. Và iPhone 11 bán chạy là bởi vì mức giá nằm trong nhóm sản phẩm tiếp cận cao cấp, nhưng nó lại mang tới hiệu năng thấp như là camera kép nè, sử dụng iOS, cho nên là cái phần mềm được cập nhật liên tục tạo ra cái sự ổn định cao, phù hợp với đại đa số người dùng mà phần lớn là học sinh sinh viên. Và chiếc iPhone được bán chạy nhất trong năm 2021 đó chính là iPhone 12 Pro Max, một chiếc flagship cao cấp của nhà Apple ra mắt vào cuối năm 2020. Và sau một năm oanh tạc thì nó đã mang lại những cái kỷ lục đáng nể về doanh số bán ra cũng như là doanh thu đem về. Trong các máy thuộc dòng này thì iPhone 12 Pro Max 128GB có hai điểm thu hút được người tiêu dùng. Đó chính là cái việc mẫu máy này nằm ở cái phân khúc cao nhất và cái giá của nó thì cũng dễ tiếp cận hơn là hai phiên bản 256GB và 512GB. Tiếp đến nữa thì như thấy là cái thiết kế của máy không khác biệt nhiều so với sản phẩm đời mới, mà cụ thể là iPhone 3 series. Trong khi nha, hiệu năng của nó vẫn thuộc top đầu thị trường nè. Và Việt Nam dự kiến là sẽ triển khai cái thương mại hóa mạng 5G là một trong những lý do khiến cho người dùng chọn iPhone 12 Pro Max. Và iPhone 12 Pro Max này được ra mắt vào tháng 10 năm 2020 với con chip được sử dụng là A14 Bionic. Nó có cả hỗ trợ 5G, màn hình OLED 6.7 inch và cụm camera 12 megapixel với khả năng zoom quang học lên đến 2.5x. Ok, không biết là anh em nào đang sử dụng một trong top 3 sản phẩm iPhone hay không ta? Nếu mà có thì anh em cứ yên tâm là mình không có bị chậm theo thời đại đâu nha. Nó vẫn còn được sử dụng rất là tốt trong những năm tới nữa. Và không biết là cái vị trí này có thay đổi hay không thì anh em hãy cùng theo dõi Minh Tú Mobile trong những số sau ha. Nhi sẽ cập nhật liên tục cho cả nhà nè. Và nếu như anh em có thắc mắc hay ý kiến gì hãy để lại comment. Và đừng quên rằng Minh Tú Mobile vẫn luôn cung cấp đầy đủ các sản phẩm chính hãng dành cho cả nhà yêu, cho nên là cả nhà có thể liên hệ đến fanpage cũng như là website minhtumobile.com để chúng ta biết thêm giá chi tiết cũng như thông tin sản phẩm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.